Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục phần bài học với bài số 18. Kouri kechiko warasoyo, có nghĩa là cái gương đã bị vỡ mất rồi. Bài học hôm nay với các nội dung như sau. Phần từ vựng, yonkuk, yonki. Yonkuk là kịch, yonki là diễn xuất. Ngữ pháp và biểu hiện số 1 chúng ta có tính từ đi với tanika. Động từ với n hoặc là nin tanika. Danh từ đi với i ranika. Ở đây có nghĩa là i này, nếu mà danh từ có bắt chim sẽ có i. Còn danh động từ không có bắt chim sẽ thêm n thành có bắt chim đi với tanika. Và nếu mà là động từ có bắt chim thì đi với nin tanika. Ở đây cấu trúc này có nghĩa là tôi đã nói danh từ, động từ, tính từ rồi mà. Tiếp theo, ngữ pháp số 2, động từ đi với cô malta, có nghĩa là cuối cùng thì cũng xảy ra cái hành động, động từ này. Madaki il, phần nói số 1, yonkuk tevon diki, và chúng ta sẽ đọc kịch bản của cái vở kịch. Tevone tara yokankuk hagi, chúng ta sẽ đóng kịch dựa vào cái kịch bản lúc đầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang phần từ vựng, ohi. Đầu tiên chúng ta có từ vựng liên quan đến đóng kịch, đó là yên cức là kịch, mute là sân khấu, quan két là khán giả, tebon là kịch bản, tesa là lời thoại. Và tiếp theo chúng ta xem bức tranh và suy nghĩ đến nội dung của câu chuyện. Đầu tiên là kurul tura taputa, nhìn đi nhìn lại cái gương. Kurul sumkira là giấu cái gương. Kurul peta, đây là giật cái gương. Kurul ketirida là giữ cái gương. Tiếp theo, những cái hành động cần chú ý trong cái vở kịch chúng ta sắp đóng tới đây. Pantuk idonamia, bất thình lình bật dậy. Kamchak nolamia, bất ngờ ngạc nhiên. Kugerun karocho umya, vừa lắc đầu vừa nói. Tiếp theo, Siomoni, nhân vật bà mẹ chồng. Sorirun chirimya, là vừa gào thét vừa nói. Tiếp theo, Siomoni, vẫn là mẹ chồng. Tuirun quách thuần la bồ mèo, đây là quay phát ra phía sau và đồng thời làm gì đó. Tiếp theo cuối cùng, mọi người cùng nói gật gù cái đầu, đó là cô gái rất cứ tức gì mèo. Mọi người vừa gật gù vừa nói. Đấy là những cái từ vựng trong cái phần bài và cái liên quan đến cái phần kịch sắp tới chúng ta sẽ tập đóng. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp. Phần ngữ pháp ở đây chúng ta ngữ pháp tanika. Tính từ đi với tanika, động từ đi với n hoặc nên tanika, danh từ đi với iranika. Và chúng ta xem phần giải thích của ngữ pháp này. Ngữ pháp 1.1 trong bài số 18. Tính từ đi với tanika, động từ đi với n nên tanika, danh từ đi với iranika. Ở đây có nghĩa là tôi đã nói tính từ, động từ, danh từ rồi mà. Sử dụng khi nói và xác nhận lại nội dung đã nói trước đó. Kết hợp với động từ, tính từ, danh từ. Ranika, chanika, unanika sử dụng khi ra mệnh lệnh, khuyên nhủ hoặc là hỏi lại. Ở đây chúng ta sử dụng là cách nói gián tiếp cũng như là tanika. Sử dụng khi định nói một cách nhấn mạnh về việc nào đó, đúng với sự thật hoặc chủ trương nào đó. Sử dụng khi cứ xác nhận lại nội dung đã nói trước đó nên nhấn mạnh ngữ điệu nếu sử dụng khi nói với người bề trên cho cảm nhận một cách vô lễ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số ngữ pháp, một số ví dụ để chúng ta hiểu thêm về ngữ pháp này. Đầu tiên chúng ta sẽ có
이 거울에 보이는 사람이 저라고요? Cái người mà nhìn thấy ở trong cái gương này là tôi à? 그렇다니까요. Chắc chắn là đúng như vậy rồi. 정말 신기하죠. Thực sự là rất là hay đúng không ạ? Rất là lạ đúng không ạ? Chúng ta nghe. 이 거울에 보이는 사람이 저라고요? 그렇다니까요. 정말 신기하지요? Thêm nữa bên dưới chúng ta có 영화가 잠잠히 있네요. 그것 봐요. Đấy, bạn thấy chưa? 재미있다니까요. Tôi đã bảo là thú vị mà. Bảo mà là hay mà. 이 영화 볼긴 잘했죠. Việc xem phim này thì tự đáng để xem đúng không ạ? 알리 씨는 김치를 잘 먹네요. 알리, ăn kimchi được đấy nhỉ? 네, 외국 사람인데도 김치를 정말 좋아한다니까요. Tuy là người nước ngoài nhưng mà tôi thực sự là thích kimchi mà. 너하고 줄량하고 사고 있는 그 맞죠? 아니라니까. Bạn và Julian yêu nhau phải không? Đã bảo không phải mà. 내 동생은 게임을 너무 좋아해서 눈만 뜨면 게임은 한다니까. Vì là em tôi rất là thích chơi game nên nếu mà cứ mở mắt ra lại chơi game. Chúng ta sang ngữ pháp tiếp theo. Ngữ pháp số 2, động từ đi với cô Malta. Đây là cuối cùng đã cũng đã làm cái việc đó, cũng đã xảy ra cái việc đó. Chúng ta xem phần giải thích ngữ pháp để chúng ta hiểu thêm về ngữ pháp này. Ngữ pháp 1.2, động từ đi với con Malta. Ý nghĩa cuối cùng thì cũng thực hiện cái động từ đó. Sử dụng khi thể hiện việc nào đó đã xảy ra ở trạng thái không như ý định hoặc thực hiện một cách khó khăn một công việc nào đó. Kết hợp với động từ khi biểu hiện ý chí mạnh mẽ để thực hiện một việc nào đó thì sử dụng Koya Balkita. Bản thân người nói ở trường hợp này trở thành chủ ngữ. So sánh Komalta và Ae Palita. Bài 8 cấp 2. Động từ đi với Komalta sử dụng biểu hiện tấm lòng tiếc nuối về cái việc phát sinh việc nào đó không như mong muốn. Ae Palita sử dụng khi kết thúc một hành động nào đó thì được giảm bớt gánh nặng. Chúng ta xem thêm một vài ví dụ để chúng ta hiểu thêm. Chúng ta nghe. 거울이 깨지고 말았으니 이제 아무것도 볼 수 없게 되었어요. 나는 그런 것도 모르고. Bây giờ cuối cùng thì cái gương này cũng đã vỡ rồi. Bây giờ cũng chẳng thể xem được cái gì nữa rồi. Tôi cái đó cũng chẳng biết. Tôi không biết cái việc như vậy. Chúng ta nghe. 거울이 깨지고 말았으니 이제 아무것도 볼 수 없게 되었어요. 나는 그런 것도 모르고. 깨지다, 깨지고 말다. Tiếp theo chúng ta xem ví dụ. 유노리를 했는데 우리 팀이 지고 말았어요. Chứ cũng đã chơi rút rồi nhưng mà nhóm của tôi đã bị thua. 오늘 중요한 회의가 있었는데 지각하고 말았어요. Tức là hôm nay tuy là đã có cái buổi họp rất là quan trọng nhưng tôi đã bị đến trễ mất rồi. 들어서 서둘러서 공항에 갔지만 결국 비행기를 놓치고 말았어요. Tuy đã đến sân bay rất là gấp gáp nhưng cuối cùng thì máy bay
cuối cùng cũng bị lỡ chuyến bay. Kết cục, kiên cốt là kết cục. Amuri kitariado. Cho dù chờ như thế nào đi chăng nữa, chinguga ochi anaseo kyeong dolla oko warasumida. Đợi như thế nào chăng nữa thì bạn cũng không đến, nên tôi cuối cùng là tôi cứ thế về nhà thôi. Và chúng ta sang phần tiếp theo, phần Maraki. Phần Maraki ngày hôm nay chúng ta Ikko Maraki thì chúng ta bài số 18 phần Ikko Maraki thì chỉ có một phần thôi ạ. Và một phần này là chúng ta tập diễn một vở kịch. Đó là kịch về chiếc gương Goal. Ở trên YouTube cũng có rất nhiều cái đoạn diễn kịch của các lớp học tiếng Hàn bằng tiếng Hàn Seoul. Thì ở đây chúng ta cũng tập đóng kịch cái vở kịch này. Vở kịch này cấu trúc cơ bản gồm 5 cảnh. Và mỗi cảnh ở đây thì diễn ra ở một nơi khác nhau và có sắc thái biểu cảm khác nhau. Cho nên chúng ta sẽ nghe qua từ đầu, xong sau đó chúng ta sẽ dịch từng câu một để chúng ta hiểu rõ hơn và chúng ta tập đóng vai. Chúng ta các lớp chúng ta chia vai và chúng ta đóng vai để chúng ta hoàn thiện cái đoạn hội thoại này. Chúng ta bắt đầu nghe. 거울 때 옛날 곧 서울의 시장 시골집 나오는 사람 농부 농부의 아내 농부의 아버지 농부의 어머니 가게 주인 여보 이번에 서울 가면 빚 좀 사다 주세요. 빚? 어떻게 생긴 걸로 살까요? 저기 저 반달처럼 생긴 게 좋겠어요. 알았어요. 일이 끝나면 시장에 가서 하나 사올게요. 달, 달. 달 모양이라고 그랬지? 알았어요. 그럼 갔다 올게요. 조심해서 다녀오세요. 서울에는 예쁜 여자가 많다는데 우리 남편에게 아무 일도 없어야 할 텐데. Đó là cảnh 1 và cảnh 2. Là hai vợ chồng buổi đêm nói chuyện dưới trăng và hôm sau thì buổi sáng đi. Và cảnh thứ 3 chúng ta là cái người nông dân này ở chợ. Chúng ta nghe. 달처럼 생긴 걸 사오라고 했는데. 아, 이게 달처럼 동그랗게 생겼네. 아저씨, 이 동그란 물건이 뭐예요? 여자들이 쓰는 거 맞아요? 아, 이거요? 거울이라는 건데 아주 신기해요. 한번 보세요. 거울이요? 어디 좀 봐요. 아니, 이 속에 웬 남자가 있네요? 이 사람이 누구예요? 그 사람이 바로 손님이에요. 네? 이게 제 얼굴이란 말이에요? 그렇다니까요. 손님 얼굴이 그렇게 생겼어요. 내가 이렇게 생겼다니 참 신기하네. 싸게 드릴 테니까 하나 사세요. 그럼 하나 주세요. 깨지기 쉬우니까 조심해서 잘 가져가세요. 네, 많이 파세요. Đây là cảnh thứ 3. Và cảnh thứ tư đây là vợ bắt được, đúng không ạ? Vợ bắt được cái gương. 이거 정말 신기하네. 내 얼굴을 볼 수 있다니. 며칠 후면 아내 생일이니까 선물로 줘야겠다.
그때까지 몰래 숨겨둬야지. 여보, 당신 지금 뭐 하고 있어요? 당신은 내가 자는 줄 알았지요? 당신이 날마다 그걸 보고 혼자 좋아해서 오늘은 내가 자는 척하고 있었어요. 도대체 그게 뭐예요? 나도 좀 봐요. 아니, 아니, 이거 아무것도 아니에요. 아무것도 아니라니까. 아니, 이건 젊은 여자 아니에요? 당신이 서울에서 여자를 데리고 와서 이 속에 숨겨놓았군요. 아이고, 이럴 수가. Sau khi người vợ đã bắt được chiếc gương và cầm gương sang phòng mẹ chồng, chúng ta lại có cảnh tiếp theo. 어머니, 글쎄 저 사람이 지난번에 서울에 갔다가 젊은 여자를 데리고 왔어요. 그 여자가 바로 이 속에 숨어 있어요. 좀 보세요, 어머니. 뭐라고? 젊은 여자라고? 어디 보자. 아니, 넌 누구냐? 어서 나오지 못해? 아이고, 이걸 어떻게... 얘야, 이건 내 남편이 데리고 온 여자가 아니라 내 시아버지의 여자구나. 여보, 당신 어떻게 된 거예요? 언제 이 늙은 여자를 집에 데려다 놓았어요? 누구예요? 빨리 말해요! 뭐라고? 내가 늙은 여자를 데려왔다고? 어디 좀 봅시다. 아니, 이거 늙은 영감 아니요? 당신 언제부터 나 몰래 이 영감을 만났어? 어떤 놈이요? 아니에요, 아버님. 그 속에는 젊은 여자가 있어요. 젊은 여자라니? 아니야! 늙은 여자가 나한테 소리를 질렀어! 아휴, 이걸 어쩌나. 이건 세상 모든 것을 그대로 보여주는 거울이라는 거예요. 아버지가 보면 아버지 얼굴, 어머니가 보면 어머니 얼굴, 그리고 당신이 보면 당신 얼굴이 보이는 신기한 물건이란 말이에요. 이제 깨뜨리고 말았으니 아무것도 볼 수 없게 되었어요. 우리는 그런 것도 모르고. Và kết thúc của và cái chiếc gương này, đó là những cái nội dung như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ tôi sẽ giải thích từng nội dung một, từ cảnh số 1 đầu tiên. Đây đầu tiên, câu cái chiếc gương T là thời gian và cái thời điểm là yên nan ngày xưa. Cốt nơi Seoul Sijang. Seoul Sijang Sigon Chip, tức là chợ Seoul, và Sigon Chip đây là nhà ở nông thôn, nhà quê. Naon Saram là cái nhân vật nông bu, người nông dân. Nông bu e ane, vợ người nông dân. Nông bue aboji, bố của nông dân. Nông bue omoni, mẹ người nông dân. Kage chuin là ông chủ cửa hàng. Cảnh số 1, chip marubam, dưới mái hiên vào đêm. Nông bua nông bue anega, marue anja, tarun bumia yakirago ita. Người nông dân và vợ đang ngồi dưới mái hiên và nói chuyện. Thì đây là cảnh số 1. Và cảnh số 2. Và cảnh số 2, chip matang là sân nhà, achim buổi sáng. Người nông dân cứ vừa đi vừa lẩm nhẩm tan 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 moyang irago kretchi arasoyo, và chào vợ krum katao keo.
Và người vợ thì chào chồng, 조심해서 다녀오세요. Nhưng mà lại lẩm bẩm nói một mình, 혼잣말을 là ở Seoul có nhiều cô gái đẹp, mong rằng chồng mình không có vấn đề gì. Cái đấy là chúng ta xem, và bây giờ chúng ta sẽ nghe cái đoạn cảnh 1 và cảnh 2 này. 거울 때 옛날 곧 서울의 시장 시골집 나오는 사람 농부 농부의 아내 농부의 아버지 농부의 어머니 가게 주인 여보 이번에 서울 가면 빚 좀 사다 주세요. 빚? 어떻게 생긴 걸로 살까요? 저기 저 반달처럼 생긴 게 좋겠어요. 알았어요. 일이 끝나면 시장에 가서 하나 사올게요. Đây là cảnh 1. Và bây giờ chúng ta sang cảnh 2. Đó là buổi sáng khi thức dậy, người chồng chuẩn bị đi. 달, 달. 달 모양이라고 그랬지? 알았어요. 그럼 갔다 올게요. 조심해서 다녀오세요. 서울에는 예쁜 여자가 많다는데 우리 남편에게 아무 일도 없어야 할 텐데. 그다음 sang cảnh 3. Đó là người đàn ông này sau khi xong việc là người đàn ông này đi chợ. Trong khi đi chợ, người đàn ông này vừa lẩm nhẩm trong bên trên và đã tìm thấy cái cửa hàng bán đồ trang sức nữ. Và đây đang nói chuyện với chủ cửa hàng. Người nông dân nói chuyện một mình, đó là Tancharom Senkin Senkin Girl Saurako Het Nente. Đó là tôi cần phải mua cái mà hình vầng trăng. À, 이게 단처럼 동그랗게 생겼네요. 오, cái này là tròn như vầng trăng này. 아저씨, 이 동그란 물건이 뭐예요? Cái vật hình tròn này là cái gì? 여자들이 쓰는 그 맞아요. Cái này là cái mà các chị em dùng đúng không ạ? 아, 이거요? 아, cái này à? 그건이라는 건데. À, chú xin ghi hiểu. Cái này được gọi là câu và nó rất là lạ. Nông vui cái câu bố mẹ chúng ta. Bố mẹ chúng ta. Được cầm, người bán hàng sau khi nói câu đấy thì cầm cái gương và đưa cho người nông dân. Hát môn bố xeo, đưa cho để thử xem. Cô đưa yếu. Cái gương à? Cái câu nè, ở đi chung bà, ở đi chung bà, để tôi xem nào. Câu rừng, tư rô thạp, bô chà mà chà, cảm giác nôn làm nhờ. Và vừa nhìn vào cái, vừa cầm gương này, và vừa nhìn vào cái gương thì tự nhiên là ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì cái gì ạ? Vì nhìn thấy một người ở bên trong, và người này hỏi là ai? Thì người chủ cửa hàng đã nói là đấy là chính là quý khách. Và người khách thì đã ngạc nhiên đấy. 이게 제 얼굴이란 말이에요. Cái này có nghĩa là khuôn mặt của tôi á. 그렇다니까요. Là khuôn mặt của quý khách mà. 손님 얼굴이 그렇게 생겼어요. Cái khuôn mặt của quý khách là nó là nó như thế đấy ạ. 내가 이렇게 생겼다니. Tôi đẹp trai như thế này ư? 참 신기하네. Thực sự là lạ quá. 이리저리 보며 재미있어 한다. Tức là người nông dân này, sau khi thấy mình đẹp trai thì cứ đi soi lại và vui, thấy vui. 사게 드린 테니까 하나 사세요.
À, tôi sẽ bán rẻ cho, mua một cái nhé. Hãy mua một cái đi ạ. 그럼 하나 주세요. Vậy thì cho tôi một cái. Và người nông dân lấy tiền mua cái gương. 깨지고 쉬우니까, 쉬우니까 rất là, cái này là rất là dễ vỡ. 조심해서 잘 가져가세요. Hãy mang đi cẩn thận nhé. 네, 많이 파세요. Vâng, ông bán được nhiều nhé. 집으로 돌아갔나. Và người nông dân này trở về nhà. Và chúng ta sẽ nghe đoạn đối thoại này. 달처럼 생긴 걸 사오라고 했는데. 아, 이게 달처럼 동그랗게 생겼네. 아저씨, 이 동그란 물건이 뭐예요? 여자들이 쓰는 거 맞아요? 아, 이거요? 거울이라는 건데 아주 신기해요. 한번 보세요. 거울이요? 어디 좀 봐요. 아니, 이 속에 웬 남자가 있네요? 이 사람이 누구예요? 그 사람이 바로 손님이에요. 네? 이게 제 얼굴이란 말이에요? 그렇다니까요. 손님 얼굴이 그렇게 생겼어요. 내가 이렇게 생겼다니 참 신기하네. 싸게 드릴 테니까 하나 사세요. 그럼 하나 주세요. 깨지기 쉬우니까 조심해서 잘 가져가세요. 네, 많이 파세요. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cảnh số 4. Cảnh số 4 này, hai vợ chồng đang trong phòng. Và người nông dân thì nghĩ là vợ ngủ rồi, kiểm tra và rút từ tủ quần áo ra một cái gương đã giấu ở trong đó. Thì cái hoàn cảnh đầu tiên là người vợ giả vờ ngủ và người chồng đưa tay lên kiểm tra xem là vợ đã ngủ chưa, sau đó là với ra cái tủ quần áo để lấy cái gương ra để soi, để xem. Và đây chúng ta có nông vu. 이거 정말 신기하지. 신기하네. 이거 정말 신기하네. 내 얼굴을 볼 수 있다니. 며칠 후에 아내 생일이니까 선물로 줘야겠다. 그때까지 몰래 숨겨둬야지. À, cái này thực sự là hay thật. Nè, 얼굴 볼 수 있다니, vì là có thể nhìn được khuôn mặt của mình. 며칠 후면, mấy ngày sau. 아내 생일이니까, vì là sinh nhật của vợ. 선물로 줘야겠다, sẽ là phải làm thành quà để tặng vợ mới được. 그때까지 몰래 숨겨둬야지. Đến tận lúc đó thì, từ giờ đến tận lúc đó thì mình phải giấu đi chứ. 그거는 보며 혼자 웃는다. Vừa nhìn gương vừa cười một mình. 이때 아내가 반짝 일어나며. Và khi này người vợ đột ngột là bật dậy. 여보, 당신 지금 뭐 하고 있어요? Chồng à, anh bây giờ đang làm gì đấy? 당신은 내가 자는 줄 알았지요? Anh nghĩ là tôi đang ngủ phải không? 당신은 날마다 그런 그걸 보고 혼자 좋아해서. Anh thì hàng ngày đều nhìn cái đó và thích một mình. 오늘 내가 자는 척하고 있었어요. Và hôm nay tôi đã giả vờ ngủ. 도대체 그게 뭐예요? Cái lão này, cái đó là cái gì? 나도 좀 봐. Cho tôi xem với. Cho tôi xem nào. 아내는 그거를 뺏 스며 한다. Và người vợ đang định giật lấy cái gương. 아니
이거 아무것도 아니에요. À, không không, cái này không là cái gì cả. Cái này không phải là cái gì đặc biệt. 아무것도 아니다니까. Đã bảo không là cái gì đặc biệt mà. 거울은 빼앗 들여다보고 là người vợ sau khi mà đã giặt được cái gương thì nhìn nó. 아니 이거 젊은 여자 아니에요. À không, đây không phải là người phụ nữ trẻ hay sao? 당신이 서울에서 여자를 데리고 와서 là chồng đi Seoul và anh đi Seoul và dẫn một cô gái về. 이 속에 숨겨 놓았군요. Dẫn một cô gái về và giấu vào trong này. 아이고, 이런 수가, sao có thể như thế này được? 아내는 울면서 거울을 뜬고 시어머니 방으로 뛰어간다. Người vợ vừa khóc vừa cầm cái gương chạy sang phòng của mẹ chồng. Đấy là đoạn số 4, cảnh số 4. Chúng ta cùng nghe. 이거 정말 신기하네. 내 얼굴을 볼 수 있다니. 며칠 후면 아내 생일이니까 선물로 줘야겠다. 그때까지 몰래 숨겨둬야지. 여보, 당신 지금 뭐 하고 있어요? 당신은 내가 자는 줄 알았지요? 당신이 날마다 그걸 보고 혼자 좋아해서 오늘은 내가 자는 척하고 있었어요. 도대체 그게 뭐예요? 나도 좀 봐요. 아니, 아니, 이거 아무것도 아니에요. 아무것도 아니라니까. 아니, 이건 젊은 여자 아니에요? 당신이 서울에서 여자를 데리고 와서 이 속에 숨겨놓았군요. 아이고, 이럴 수가. và chúng ta sang cảnh tiếp theo, cảnh 5. Cảnh 5 ở đây là ở phòng của mẹ chồng. Sau khi vợ của nông dân chạy sang phòng mẹ chồng thì mách với mẹ, nói với mẹ: 어머니, 글쎄, 저 사람이 지난번에 서울에 갔다 젊은 여자를 데리고 왔어요. Mẹ à, để xem nào. Cái người kia ấy thì lần trước đi Seoul và dẫn theo một cô gái trẻ về nhà. 그 여자가 바로 이 속에 숨어 있어요. Và cái người con gái đó giấu ngay trong này. 좀 보세요, 어머니. Mẹ hãy nhìn đây. Mẹ chồng. 뭐라고? Con nói cái gì? 젊은 여자라고? 그거 같지 않아? 어디 보자. 또 xem nào. 며느리께서 거울은 빼앗 본다. Và mẹ chồng đã lấy cái gương từ tay con dâu. 아니, 넌 누구냐? Không, mày là đứa nào? 어서 나오지 못해? Không ra đây nhanh à? 아이고, 이런 어떻게? Thế này thì phải làm thế nào? Yeah, này con ơi, 이건 내 남편이 데리고 온 여자가 아니라. Đây không phải là người con gái mà chồng con dẫn về. 내 시아버지의 여자구나. Là người phụ nữ của bố chồng con này. 자고 있는 남편은 깨우며.
và gọi người chồng đang ngủ dậy. 여보, 당신은 어떻게 될 거예요? 아니야, ông ơi, 당신 어떻게 될 거예요? Ông trở thành như thế nào vậy? 언제 이 늙은 여자를 집에 데려다 놓았어요? 누구예요? 빨리 말해요. Từ khi nào ông đã dẫn người phụ nữ này về nhà đấy ạ? Đây là ai? Ông ấy nói nhanh lên. 아버지 tỉnh dậy. 뭐라고? Cái gì thế? 내가 늙은 여자를 데려왔다고? 어디 좀 봅시다. Tôi dẫn người phụ nữ già về nhà. Ở đâu xem nào? 거울은 본다. Và nhìn vào gương. Ông nhìn vào gương. 아니, 이건 늙은 영감 아니에요? Đây không phải là lão già sao? 당신은 언제부터 나 몰래 이 영감은 만났죠? 만났어? Bà từ khi nào mà giấu tôi đi gặp lão già này thế? 어떤 놈이에요? 어떤 놈이요? Đây là thằng nào? 아니에요. 아버님, không phải đâu bố. 그 속에는 전문 여자가 있어요. Bên trong đấy là có một cô gái trẻ. Bà mẹ. 전문 여자 아니? 전문 여자라니? 아니야. Con nói là người cô gái trẻ không phải. 늦은 여자가 나한테 소리를 질렀다. 질렀다. Cái bà già đấy còn nói với tôi mà, nói với mẹ mà. 서로 거울은 뺏으려고 하다가 바닥에 떨어뜨린다. À, mọi người cứ giằng kéo lấy nhau định lấy cái gương thì ngay sau đó là rơi xuống sàn. Hừ. 이건 어쩌지 어쩌나. Hừ. Cái này giờ làm thế nào? 천천히, tức là nói chậm. 이건 세상 모든 것은 그대로 보여주는 거울이라는 거예요. Cái này là cái mà có thể là soi được các thứ trên thế gian và được gọi là cái gương. 아버지가 보면 아버지 얼굴. Bố mà nhìn ấy thì là, nếu mà bố nhìn thì là khuôn mặt của bố. 어머니가 보면 어머니 얼굴. Nếu mẹ nhìn thì là khuôn mặt của mẹ. 그리고 và 당신이 보면 당신 얼굴 보이는 신기한 문건이란 말이에요. Và khi vợ nhìn thì vợ nhìn thì vợ sẽ thấy khuôn mặt của vợ được hiện ra là một cái món đồ rất là lạ. Có nghĩa là một món đồ rất là lạ. 이제 깨뜨리고 말았으니, bởi vì bây giờ đã vỡ rồi. 아무것도 볼 수 없게 됐어요. Và cũng chẳng còn có thể nhìn được cái gì nữa. 모두들, tất cả mọi người. 고개를 끄덕이며, mọi người vừa gật gù cái đầu. 우리는 그건 그런 것도 모르고. Và chúng tôi không biết những cái đó. Đấy là phần cảnh cuối cùng, cảnh 5 của đoạn kịch này. Chúng ta nghe. 어머니, 글쎄 저 사람이 지난번에 서울에 갔다가 젊은 여자를 데리고 왔어요. 그 여자가 바로 이 속에 숨어 있어요. 좀 보세요, 어머니. 뭐라고? 젊은 여자라고? 어디 보자. 아니, 넌 누구냐? 어서 나오지 못해? 아이고, 이걸 어떻게... 얘야, 이건 내 남편이 데리고 온 여자가 아니라... 내 시아버지의 여자구나.
여보, 당신 어떻게 된 거예요? 언제 이 늙은 여자를 집에 데려다 놓았어요? 누구예요? 빨리 말해요! 뭐라고? 내가 늙은 여자를 데려왔다고? 어디 좀 봅시다. 아니, 이거 늙은 영감 아니요? 당신 언제부터 나 몰래 이 영감을 만났어? 어떤 놈이요? 아니에요, 아버님. 그 속에는 젊은 여자가 있어요. 젊은 여자라니. 아니야. 늙은 여자가 나한테 소리를 질렀어. 아휴, 이걸 어쩌나. 이건 세상 모든 것을 그대로 보여주는 거울이라는 거예요. 아버지가 보면 아버지 얼굴, 어머니가 보면 어머니 얼굴, 그리고 당신이 보면 당신 얼굴이 보이는 신기한 물건이란 말이에요. 이제 깨뜨리고 말았으니 아무것도 볼 수 없게 되었어요. 우리는 그런 것도 모르고. Và đến đây phần bài phần kịch này chúng ta cũng đã xem qua và chúng ta đã được giải thích. 어머니. Và bài số 18 là bài kết thúc của chương trình 3B. Và kết thúc của chương trình 3B này là chúng ta có một buổi diễn kịch, đó là kịch về chiếc gương. Đấy là chương trình trong bài học. Và rất vui được hỗ trợ các bạn trong suốt quá trình học chương trình trung cấp 3B như vừa rồi. Và mong các bạn sử dụng thành thạo các kỹ năng trong phần 3B để đạt được hiệu quả giao tiếp ở mức độ giao tiếp xã hội cơ bản. Và mong rằng các bạn tích cực liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm về những chương trình, về những cái sự giải đáp, và chúng tôi có thể hướng dẫn thêm các bạn. Mọi giải đáp, xin mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với thầy Hoàng Xuân Trường, Trung tâm Hàn ngữ Seoul Thái Nguyên, hoặc Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Phổ Yên Thái Nguyên, gần Samsung SEVT. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một buổi học, một khóa học vui vẻ và hiệu quả.